Vâng, chào các bác nhé. Nay em lại về được một con 730D đấy, hàng tuyến nha các bác. Thì vừa rồi em về một con 730D và một con 750D cũng đã lên đường trong ngày rồi. Và nay về một con cũng như là video hàng về em báo. Nay là ngày cuối năm, cũng như để tri ân tất cả các bác miền Tổ quốc, thì em sẽ giảm vài trăm. Thì con hiện tại 730D còn là 12 triệu. Bác là mình chốt nhanh con này thì mình mua được cái giá tốt nha. Thì bình thường nó 12 năm, em giao là 12 năm, nhưng trong đợt này thì em giao các bác là 12 triệu nha. Bác sở một con 730D là dòng AK cực kỳ nổi tiếng của đầu đét thương hiệu AK 730D, làm rề ok hết nha các bác. Đây nó có tính làm rề, hoặc là các bác nghe đét vân vân, những bài nhạc 75 tuyệt phẩm để các bác mình trở lại những thưởng thức lại những bản nhạc hồi xưa. Máy đẹp long lanh hết nha các bác. Đây là phía trên này, trên gọi là cực kỳ xuất sắc luôn á, cực kỳ xuất sắc luôn. Vừa nghi vừa trong bài, dòng 70D nó rất là nặng các bác. Đây các bác thấy góc cạnh nha, máy chắc Nhật về chưa qua test, sử dụng người Việt Nam nha, rất là nặng. Tí nữa em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem nhé. Giá trên là đã bao gồm phí ship nha, chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 100.000 đấy, tại vì em đã bớt tri ân rồi nên không có được nhiều được nữa nha. Hãy bớt 100.000, nếu chuyển khoản đủ là còn là 11.900.000, còn cọc tiền các bác cọc 1 triệu trở lên vẫn giá là 12 bao ship nha. Đấy mẹ mới kem 100V 40W 730D mắt in da băng. Đây là phía dưới của máy, có thấy 7 màu mới tinh không, chân zin của nó luôn nha. Đấy, chân zin của nó. Cái thau gỗ này các bác. Thu phát hoàn hảo hết nha các bác. Này các bác, máy mới tinh nha, các bác 7 màu luôn này. Đây nhìn tăng phô rồi các bác. Nó có 5 cái cầu chì, 5 cầu chì zin của nó luôn nha. Đấy. Nhìn cái sexy này các bác. Nó mới. Đây, cái tủ nhôm. Nói chung là đẹp hoàn hảo nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây là con Akai đầu đét 730D. Gọi là trứ danh cũng được, rất là hot luôn nha các bác. Về chất âm cũng như là hình thức.